Quý vị thân mến, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng khám phá từ khóa sắc điệp. Đây chính là tờ giấy điệp, loại giấy truyền thống của Việt Nam chúng ta. Và từ những tờ giấy như thế này sẽ tạo ra những bức tranh rất đẹp, muôn hình, muôn vẻ, rực rỡ sắc màu và kích thước. Trong trường quay ngày hôm nay, tác giả của những bức tranh này xin được giới thiệu với quý vị, vị khách mời nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm. Xin chào anh ạ. Dạ, tôi xin chào Cà Phê Sáng. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Đăng Tâm. Tôi là thế hệ thứ 21 trong gia đình làm nghề này. Và bản thân tôi thì cũng đã sống bằng nghề này đến nay là được tròn 32 năm. Sống bằng cái nghề này. Coi như là 21 thế hệ trong gia đình đều đã gắn bó với những sắc điệp và tranh đồng hồ. Dạ. Và bây giờ hiện tại gia đình tôi đang có thế hệ thứ 22 đang tiếp bước là con trai của tôi. Vâng, thưa anh thì rất nhiều những khán giả của Cà Phê Sáng nói riêng và tất cả mọi người thì đã quá quen thuộc với tranh đồng hồ rồi. Thế nhưng mà với những du khách quốc tế, mỗi một lần mà được thăm Việt Nam, đặc biệt là tới với cả Bắc Ninh chẳng hạn, mà được tận mắt nhìn thấy gia đình anh, bởi vì tôi được biết là thế hệ 21 này, dạ, 22 này, rồi thậm chí cả 20 nữa vẫn đang cùng làm với nhau. Dạ. Vâng, và thế thì họ chia sẻ cảm xúc như nào khi mà nhìn thấy chúng ta tạo nên những bức tranh từ ván, từ khuôn, từ những cái màu tự nhiên rất là đặc biệt như thế này? Dạ, thì thưa với anh là cái nghề tranh đồng hồ mà các cụ ngày xưa đã để lại cho thế hệ chúng tôi là tất cả những cái mà khách, du khách đến với đồng hồ là tìm lại đến những cái nguyên liệu cổ truyền để làm nên truyền thống và cái cách làm và cái đường nét trong tranh dân gian đồng hồ. Người ta rất gì khám phục cái điều đó. Và chúng tôi còn được biết là anh đã mang những bức tranh của mình rồi là những ván khắc, những màu vẽ như thế này tới gọi là gì nhỉ? Du lịch vòng quanh thế giới tới rất nhiều đất nước khác nhau. Dạ. Anh hãy chia sẻ về hành trình đó đi. Nói như vậy thì nó cũng hơi nó hơi quá. Thế nhưng mà cũng tôi cũng đi được một số nước. Thì cũng một số nước thôi chứ không nói đến vòng quanh thế giới. Nghe nó nói quá. Thế nhưng mà cũng lấy được là châu Á, châu Âu, châu Phi. Đấy, tất cả những cái đó thì tôi có thể đến đến châu Nam Cực thôi là đủ rồi. Thế thì tôi được đem những cái văn hóa truyền thống của làng đồng hồ đến với bạn bè thế giới. Thì đấy, với để giới thiệu những cái nghề truyền thống của Việt Nam mình nói chung hoặc đồng hồ nói riêng, tất cả những cái sắc màu, những cái nguyên liệu đấy là những cái đặc trưng để làm nên truyền thống đồng hồ. Và ví dụ chẳng hạn như màu vàng là từ hoa hòe đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như đây các bạn biết là tất cả những cái sản phẩm này, những cái đây tôi đem ra đây là những cái mà tôi đã đem đi rồi để giới thiệu với các bạn. Ví dụ như màu sắc là màu vàng là từ hoa hòe. Rồi màu đỏ là màu đỏ là từ sỏi son. Sỏi son. Màu trắng là con sò điệp và còn đây là cái lá tre để tạo ra cái màu đen. Lá tre tạo ra màu đen. Dạ. Thế còn màu xanh thì sao? Màu xanh này từ lá của cây tràm. À, lá cây tràm. Cây tràm thì hôm nay tôi không đem ra đây. Vâng. Thế thì khi mà anh mang những cái nguyên liệu này giới thiệu bạn bè quốc tế và cho họ nhìn thấy quy trình làm tranh đồng hồ, thì có cái kỷ niệm nào anh đáng nhớ nhất ở một quốc gia nước bạn nào không? Tôi thì đáng nhớ các bạn đối với các mỗi một đất nước tôi đem cái sản phẩm đến thì mỗi một đất nước có một cái cảm nhận riêng. Và đặc biệt ví dụ như tôi được đến Pháp chẳng hạn thì tôi được tiếp xúc với những người yêu văn hóa Pháp. Ở phương như cái giữa người Pháp và Việt Nam nó có một cái gì nó rất nó khăn khít. Thì những người yêu văn hóa Pháp thì rất nhiều. Và có những người Pháp đến với gia đình tôi 5 đến 6 lần. Đấy là một cái. Sau đó thì tôi lại gọi điện cho họ mời họ đến. Và tôi được bày ở trung tâm bảo tồn văn hóa của Pháp của Việt Nam tại thủ đô Paris. Thì tôi được gặp những vị đó thì các vị đã rất chi là cảm động là một người dân bình thường cũng có thể đem được những cái sản phẩm của Việt Nam đến một đất nước xa xôi như vậy để giới thiệu với công chúng, với bạn bè. Đấy là một cái mà tôi cảm nhận được tôi được nhất cho làng đồng hồ và với cá nhân của tôi, gia đình tôi. Bạn bè quốc tế thì đã được xem nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm làm tranh đồng hồ như thế nào. Nhưng mà có khi nhiều khán giả Việt Nam lại chưa biết đâu anh. Dạ. Hôm nay anh có thể làm một vài cái bước đơn giản ở ngay tại trường quay này với những cái nguyên liệu anh đã mang tới được không? Dạ, để cho chúng tôi được hình dung ra cách làm một bức tranh đồng hồ như dạ, thế vâng nào. Dạ vâng ạ, xin được vâng. Để làm tranh đồng hồ chắc chắn rồi chúng ta sẽ cần những cái bản khắc gỗ như thế này. Vâng. Và mỗi một bản đen màu. Mình đây đâu. Vâng, cái bản anh cần tìm gì ạ? Cái bản đen. À, bản đen, vâng vâng. Để đi lấy cho anh. Vừa rồi có cái bản đen đây đi. Đây bản đen đây rồi. Vâng. Anh chờ một chút xíu đây, để vâng. Chúng ta đây đủ không ạ? Đầy đủ vâng. Các dụng cụ. Còn gì nữa? Còn cái bản khác ấy. Cái bản khác cái màu bản đen khác. Ạ. Vâng. Khác màu bản đen. Khác màu đen rồi, chúng tôi sẽ tìm giúp anh nhá. Tôi vừa để bạn giới thiệu với quý vị khán giả một vài dụng cụ mà ngày hôm nay anh mang tới trường quay đi ạ. Vâng. Ví dụ như là cây chổi mà anh đang cầm này nếu cùng mà với cả vâng.
cái này chưa thể có thì anh có thể nói qua về quy trình nhé. Ví dụ như các bạn biết là cái nghề tranh dân gian Đông Hồ thì thưa các bạn là đặc sắc của tranh Đông Hồ là cái gì? Cái thứ nhất là màu, cái thứ hai là bản khắc gỗ. Đây bản khắc là một đen đây đúng không? Đúng rồi, đấy. Là bản khắc gỗ. Và tranh Đông Hồ thì có bao nhiêu màu? Bấy nhiêu bản khắc? Có bấy nhiêu bản khắc. Vâng. Và đồng thời là bấy nhiêu lần in. Mỗi một lần in thì tương ứng với một màu. Vâng. Mỗi một màu tương ứng với một ngày. Ngày hôm nay in màu đỏ thì ngày mai mình sẽ in màu xanh. Ôi nó khô lâu như thế ạ? Nó khô như vậy. Vâng. Tức là từng lớp màu được chồng lên nhau. Đúng rồi. Chứ không phải là cùng một lúc. Đúng rồi. Vì nó không khô được nó không khô được. Đấy. Thì các bạn vào đây tất cả những dụng cụ này là đều là thủ công hết. Vâng. Đây là cái quả sơ. Rồi anh thử với cả màu đen đi ạ. Ok. Mặt nó hơi khô. Và không sao, đây là mình tái hiện lại những cái công đoạn thôi. Vâng. Minh họa cho quý vị thấy thì Nghĩa đang cầm bản khắc màu đen này. Vâng. Milan thì đang cầm một bản khắc màu đỏ. Rồi. Chúng ta còn có cả bản khắc màu trắng. Màu điệp. Trắng điệp. Đây là màu điệp. Đấy. Hơi khô. Đây tôi là phải vừa nói chuyện vừa học hỏi đấy ạ. Vâng. Tôi xin phép. Vâng. Sau khi mà chúng ta thấm màu vào bản khắc gỗ thì mình sẽ ấn. Em có thể lấy cho anh xin cái chai màu được không ạ? Đây còn đây là một bản khắc có màu xanh. Chúng ta có khoảng bao nhiêu sắc màu cho một bức tranh như thế này ạ? Thường bức tranh trong tranh Đông Hồ thì từ 4 màu là 4 màu là thường xuyên. Đây là thưa quý vị, đây là bản khắc màu xanh này. Lúc nãy chị. Rồi đây là bản khắc màu gọi là màu đỏ tía đi. Màu đỏ sỏi son ạ. Những bức tranh Đông Hồ hiện nay của anh thì có điểm gì mới và khác biệt so với những bức tranh của các thế hệ trước ạ? Thì nói với các bạn là cái tranh Đông Hồ ngày xưa ấy, thì thưa các bạn là cái khổ nó rất là nhỏ. Vâng. Và nó chỉ có một cái kiểu như này để mà dán lên trên vách hoặc là lấy tăm chơi vào ngày Tết cơ đó. Vâng. Chơi vào ngày Tết. Nhưng bây giờ thì có thể có rất nhiều các tôi có thể là phải kết hợp làm thế nào để cho tranh nó đẹp hơn. Ở cái không gian nhà bây giờ nó khác với không gian nhà ngày xưa. Hoặc là bây giờ có nhiều những cái mình vẫn vận dụng những cái hình ảnh đó đây, những đây. Tất cả những cái chất liệu đó nhưng có thể lên như một cái sản phẩm khác chẳng hạn. Ví dụ như ngày hôm nay những bức tranh anh mang tranh tới này, được không ạ? Đúng rồi. Rất nhiều khổ khác nhau khổ này khác rồi nhau. Thậm chí là có thể làm cả đồng hồ. Đồng hồ này, rồi. Sổ này, rồi là thậm chí em còn có thể nhìn thấy những cái tấm bưu thiếp có tranh đồng hồ đúng không anh? Đúng rồi, đây là những bưu thiếp. Đấy. Và tôi thì có một cái như này. Bọn tôi phải biết được những cái gì làm nên truyền thống Đông Hồ. Vâng. Thì bọn tôi phải giữ. Thế còn tôi dựa trên những cái đó để bọn tôi có thể làm thế nào để bán được ra sản phẩm. Vâng. Đó, những cái đó mới là cái bảo tồn về tranh. Bởi ví dụ sản phẩm của chúng tôi ấy, thì có thể từ 50.000 đồng đến nhiều triệu. Có nghĩa là phân ra nhiều. Ví dụ đối tượng học sinh, sinh viên cũng có thể mua được. Vâng. Và những đặc biệt những cái thiếp này thì các bạn có thể là viết tặng nhau trong ngày nọ ngày kia. Tức là sản phẩm Đông Hồ bây giờ rất đa dạng. Đấy. Nó không chỉ tới với người Việt Nam, từ học sinh, sinh viên đến những người trưởng thành mà bạn bè quốc tế cũng rất yêu thích. Và hiện giờ ở tại nhà của anh Nguyễn Đăng Tâm thì cũng có một cái trung tâm. Mà ở đó thì mọi người có thể qua thưởng lãm tranh này, cùng nhau học và cùng nhau biết cách làm. Và mong rằng là những sản phẩm của chúng ta thì sẽ không chỉ được đón nhận bởi bạn bè trong nước mà thực ra đã được đón nhận bởi rất nhiều bạn bè quốc tế rồi. Dạ. Cảm ơn anh Tâm ngày hôm nay tới với cả trường quay Cà Phê Sáng. Dạ. Đã mang tới đây rất là nhiều tranh Đông Hồ, rất nhiều dụng cụ. Dạ. Và cho chúng em một cái buổi sáng rất là nhiều sắc màu với một dòng tranh truyền thống của Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn các bạn.